chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ với những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Đồng loạt yêu mến và tiếc nuối khi bà Tân Vlog hụt hẫng mất 100 triệu đồng tại thách thức danh hài. Ai cũng cảm thấy tiếc vì bà Tân Vlog chỉ còn cách giải thưởng 100 triệu đồng chút xíu nữa thôi. Có thể nói, bà Tân Vlog là một trong những thí sinh được mong đợi nhất ở thách thức danh hài mùa 6 và bà đã không khiến cho hai giám khảo cũng như khán giả thất vọng khi xuất hiện trong tập 3. Phần theo câu nói quen thuộc xoay quanh chủ đề YouTube và siêu to khổng lồ, bà Tân đã khéo léo hay cắm vào trong các tiểu phẩm lấy ý tưởng từ những câu chuyện cổ tích. Trấn Thành và Trần Giang đã cười vô cùng sảng khoái vì được xem nét diện chân chất mộc mạc của bà Tân cùng con trai. Thậm chí khi bà Tân có ý định dừng lại thì liền bị Trần Giang phản đối muốn được xem tiếp. Cuối cùng dù rất cố gắng nhưng bà Tân Vlog Việt lại khiến Trấn Thành Trần Giang tiếc nuối khi hụt hẫng mất giải 100 triệu đồng. Không chỉ có hai giám khảo mà cộng đồng mạng sau khi theo dõi phần thi của bà Tân thì cũng phải tắt lưỡi tiếc thay cho bà và con trai. Chỉ thêm một chút xíu thời gian nữa thôi là giải thưởng lớn về tay bà rồi. Hồ cơ bị đồn yêu Quang Lê là vợ cũ của Hồ Quang Hiếu nóng bỏng cỡ nào? Người tình tin đồn của Quang Lê được nhiều người nhận xét là sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Thời gian gần đây, Quang Lê vướng nghi án đang hẹn hò với hooker Livy, vợ cũ của Hồ Quang Hiếu, khi liên tục có những động thái khiến người hâm mộ nghi ngờ. Theo đó, vừa qua, Quang Lê chia sẻ bức ảnh ôm chặt một cô gái tại Hàn Quốc kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý. Mặc dù ảnh chụp cô gái từ phía sau, nhưng nhiều fan cho rằng đó chính là Livy. Bởi cô gái này vừa đổi sang kiểu tóc ngắn, uống xoăn màu bạch kim. Chưa kể, khi ấy, Quang Lê có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc, còn Livy cũng đang có mặt tại đây để tham dự một sự kiện. Trước đó không lâu, Quang Lê và vợ cũ Hồ Quang Hiếu cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò khi cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm eo, hôn má. Thế nhưng khi được hỏi về mối quan hệ với Livy, Quang Lê đã lên tiếng phủ nhận và chia sẻ rằng những bức ảnh đó chỉ là chụp cho vui chứ không hề có ý gì. Livy tên thật là Nhật Vi, sinh năm 1992, từng tham gia diễn xuất trong MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Cô được nhiều người nhận xét là sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Livy từng gây bão dư luận vào năm 2016 khi những bức ảnh cưới của cô và Hồ Quang Hiếu bị phát tán trên mạng cùng với thông tin về việc hai người từng kết hôn bí mật và chung sống với nhau 2 năm trước khi chia tay vì không phù hợp. Theo dõi trang cá nhân hiện tại của Livy, có thể thấy cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nội y nóng bỏng,